Hôm nay mình sẽ cùng cho các bạn xem một cái mỏ hàn xung mình đã tự chế từ biển Nam cũ này. Về phần thân thì là mình sẽ dùng một đoạn ống nước phi 27 và một cút thu 18V27 mình nối vào và dùng công tắc nhấn nhả này làm công tắc cho nó. Biển áp này thì là các bạn ra ngoài quán phế liệu mua có rất là nhiều trong những cái loa đài, giá chỉ khoảng 25-30 nghìn. Đây, đầu tiên thì là biến áp này thì mình sẽ tháo những cái thanh sắt này ra. Và nó sẽ có hai cuộn, một cuộn là sơ cấp, một cuộn là thứ cấp. Thì thường thường sơ cấp thì nó chỉ có hai dây to này là nguồn 220V. Còn thứ cấp thì nó sẽ có rất nhiều dây nhỏ linh tinh. Thì các bạn sẽ bỏ cuộn thứ cấp ra. Và sơ cấp thì các bạn giữ nguyên, nối vào hai đầu dây, hai vào công tắc như mình. Thì cuộn thứ cấp thì là mình dùng cái loại mà dây đồng mà 7 lõi, sợi 7 lõi. Đây, nó có 7 lõi dây đồng 2mm đây. Thì mình uốn nó vào và dùng dây thủy tinh thường thấy bọc vào bên ngoài. Mình uốn được 2 vòng. Các bạn sẽ để nó như này. Các bạn sẽ dùng cái cầu nối điện, cái domino này. Mình sẽ làm cái đầu mỏ hàn. Các bạn sẽ xoay nó vào. Về đầu mỏ hàn này thì là mình dùng dây 1 ly mình làm đầu mỏ hàn. Những cái này thì các bạn ra ngoài tiệm điện dân dụng bán, mình mua hai cái này là 5.000, cột biến áp là 25.000. Dây đồng này thì là mình cũng nhận ngoài sắt vụn thì người ta cho, thì tổng một cái này khoảng tầm 50. Nhiệt độ thì cũng khá là nhanh, để mình sẽ test cho các bạn xem. Rồi bây giờ mình sẽ test nhiệt độ nó cho các bạn xem. Đây, máy hút khói mình hôm trước mình vừa mới chế. Nó phải tự khoảng tầm 2-3 giây nó mới chảy thiếc. Để các bạn xem. Nhiệt độ cũng khá là cao. Đoạn dây điện này nha, mình sẽ tráng thiếc vào. Bây giờ mình sẽ hàn vào cái mối to to này, mối này. Các bạn thấy hàn rất là chắc, nhiệt độ nó chỉ hơi lâu một tí nhưng mà hàn thì cũng rất là ok. Đây, rất là chắc luôn. Vì cái này thì chế thì chủ yếu là hàn cho những cái mối hàn nó nhỏ, chứ mối hàn to thì mình vẫn dùng mỏ hàn xung mình mua. Chảy thiếc cũng khá là nhanh. Nếu như mà các bạn nào mà có tìm được cái đồng thanh đồng lá thì các bạn sẽ dùng thanh đồng lá uốn thì nhiệt nó sẽ cao hơn. Mình đã thử với cùng một cái biến áp mà dùng đồng bình thường này với cả hoặc là đồng lá thì cái nhiệt độ rất là cao. Đấy. Những thanh đồng mà nó kiểu này này nó mỏng hơn được các bạn dùng. Cái này mình chế rất lâu rồi, nay lôi ra nghịch thử. Cái công tắc này thì các bạn mua rất là rẻ thôi.
Đó, mũi hơi to nó cũng chạy được này. Đó. Video hôm nay là mình cũng không chế tạo gì, là mình chỉ giới thiệu cho các bạn về cái mỏ hàn xô mình tự chế này. Nếu các bạn nào mà thích nghịch, mà thích làm thử thì có thể mua về làm. Việt Nam ngoài tiệm sắt vụn rất là nhiều, về nghịch thử cũng khá là vui.